Bây giờ chúng ta cho phép người ta click chuột vào cái phần checkout này để chúng ta đi đến cái trang thanh toán. Để làm được cái bước đấy, chúng ta sẽ quay lại với cái widget. Widget này nó nằm ở middle nhỉ. Thì khi đấy chúng ta sẽ chọn cái widget là middle, đây rồi, view của chúng ta. Chúng ta sẽ có widget ở đây là middle đó. Trong cái widget middle này chúng ta có cái ô checkout, thì khi đấy chúng ta sẽ copy cái giá trị đấy, chúng ta cho vào đây và chúng ta cho cái này sẽ là checkout action checkout. Trong action checkout này chúng ta sẽ vào trong file controller shopping cart, chúng ta sẽ có function action checkout. Trong cái phần checkout này của chúng ta sẽ có this gender, lưu ý là có chữ return $this gender chấm phẩy, bên này của chúng ta sẽ là checkout và một cái mảng. Trong cái phần này của chúng ta cũng sẽ có this layout là login. Đó. Nếu như các bạn muốn dùng cái layout login này cho tất cả cái thành phần của cái shopping cart này thì các bạn sẽ cắt cho lên đây và bỏ ra này đi, thì bất kỳ cái chỗ nào trong controller shopping cart này nó đều nhận cái layout đó là login. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ có các, và đồng thời chúng ta sẽ có cái giá trị này cho vào đây. Khi đấy chúng ta vào phần checkout, chúng ta sẽ tạo ra một cái file view để phục vụ cho phần checkout này. Khi đấy chúng ta sẽ có view shopping cart new file checkout.php. Trong file này, checkout này của chúng ta lấy làm giống như là bên các item. Nhưng cái đặc điểm khác biệt trong trường hợp này của chúng ta đó là chúng ta không có delete nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ cái này chúng ta còn 3 và cái này của chúng ta còn 5. Đồng thời trong phần quality này của chúng ta, quality này chúng ta sẽ chỉ echo ra giá trị số lượng. Đó. Khi đấy chúng ta sẽ có cái action checkout như sau. This layout login. Phải làm cái này nhưng mà nó sẽ làm kiểu khác thôi, quay lại giống như cũ để chúng ta làm cho nó nhanh. Ở đâu nhỉ? Nick card và checkout. Phải cho ta phải có biến public cơ. Khi đấy chúng ta có checkout. Trong phần checkout này chúng ta sẽ có this gender undefined front end gender. Chúng ta sẽ quay lại xem gender của chúng ta chết cái gì. Return this gender. Khi đấy chúng ta refresh lại. Đó. Thì trong phần này của chúng ta nó sẽ bỏ đi cái thành phần này. Nếu như các bạn muốn thêm cái phần số lượng, số thứ tự ở đây thì các bạn thêm vào, thêm được không? Để thêm số thứ tự thì chúng ta sẽ thêm vào nhé. Thôi tôi không thêm nữa. Đấy. Trong phần checkout này. Và trong phần checkout này chúng ta sẽ có hai cái ô để cho người dùng người ta nhập liệu. Ô thứ nhất là chúng ta sẽ
gửi đến cái địa chỉ của người mua hàng và địa chỉ của người nhận hàng. Bởi vì có thể tôi mua tôi tặng, đúng không? Hai bộ này thì tôi dùng sao được, thì chắc chắn là tôi phải mua tặng thôi. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái này như thế nào? Mua tặng thì chúng ta sẽ có hai ô, một là ô của người mua là người thanh toán tiền, hai là ô của người nhận, người ta chỉ nhận thôi vì người ta được tặng mà. Nên chính vì thế chúng ta sẽ dùng lại cái layout trong phần site. Chúng ta có cái login, chúng ta có cái class này, nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta copy, chúng ta cho vào trong checkout. Row. Đấy, kiểm tra này xem là cái gì. Rồi, chúng ta có row. Sau đấy chúng ta có phần login chỗ nào nhỉ? Đây rồi, chúng ta có OSM4. Đấy, được chưa? Khi đấy chúng ta sẽ refresh. Đấy, thì cái phần này của chúng ta sẽ bỏ cái O đấy đi, thành cái giá trị là người nhận cùng địa chỉ hoặc là người nhận khác địa chỉ. Thì khi đấy chúng ta sẽ cho cái giá trị O đấy vào thành một cái là input checkbox. Chúng ta có name là check, và chúng ta có cái label đấy, for check. Chúng ta sẽ có người nhận cùng địa chỉ. Thì khi chúng ta có cái thông tin người nhận cùng địa chỉ tích vào đây thì nội dung bên này sẽ được chuyển sang bên này. Đó, thì khi đấy chúng ta sẽ cho cái giá trị này không phải là con MDSM bằng 2 đi, bằng 2, cái này sẽ là 5 năm, tổng vẫn là 12, và chúng ta bỏ cái offset 1 này đi cho nó rộng rãi, nhìn cho nó thoải mái. Đó, người nhận cùng địa chỉ, được chưa? Và trong cái form này của chúng ta, chúng ta sẽ lấy ra cái form của cái bảng, ở đây là bảng order. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong trong phần model để xem chúng ta đã sinh ra cái model order hay chưa. Chúng ta chưa có. Khi chúng ta chưa có cái model order này thì chúng ta sẽ phải làm để sinh ra. Để sinh ra cái model order đấy, chúng ta sẽ có cái nào nhỉ? GUI. Chúng ta có model generate. Chúng ta chọn ở đây là TBL order model class frontend. Rồi chúng ta preview generate. Sau đấy chúng ta sẽ có CRUD frontend. Chúng ta có controller order search frontend. Đó, và chúng ta preview. Rồi, trong phần này thì chúng ta cứ sinh ra thôi, chúng ta xóa đi sau. Sinh ra. Khi đấy chúng ta đã sinh ra được cái thành phần là order. Nhưng để làm sao mà cái order đấy của chúng ta nó lại cho phần checkout được, đáng lý ra chúng ta phải là order mới đúng. Thì bây giờ làm sao chúng ta lấy cái form của thằng order đấy đổ ra checkout. Để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta vào với lại controller là order. Đây là cái hình thức mà các bạn gọi một cái model ở controller khác nhưng vẫn phục vụ được cho cái controller các bạn mong muốn. Thì chúng ta có order controller
chúng ta sẽ có cái thành phần này. Web copy, chúng ta cho vào shopping cart, cái nào giống nhau thì giữ lại bỏ đi, còn cái nào khác thì nó giữ lại. Order, order search, controller, xong chắc là thừa đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào trong phần check out này của chúng ta. Chúng ta sẽ làm giống như ở trong order, đó là file create, được không? Đó thì cái này của chúng ta sẽ return về truyền thêm tham số sang, được chưa? Khi chúng ta truyền tham số này sang rồi thì chúng ta sẽ có các cái thông tin để chúng ta lấy được. Thì cái bên phần bên trái này của chúng ta sẽ vào là thông tin mua hàng, còn đây là thông tin nhận hàng. Thì chúng ta sẽ vào trong phần check out này, chúng ta sẽ có H2 thông tin mua hàng. Còn bên này chúng ta cũng có H2 thông tin nhận hàng. Khi đấy chúng ta sẽ có cái giao diện đấy, thông tin mua hàng, thông tin nhận hàng, người nhận cùng địa chỉ. Rồi thì khi đấy chúng ta sẽ có cái form cho cái phần nhập liệu này. Thì chúng ta lại quay về với cái login, sign login. Đấy, chúng ta sẽ có cái này. Đấy, và tất nhiên trong cái phần order, trong phần order của chúng ta, order đâu đây, chúng ta có cái form, chúng ta có form begin. Form begin này chúng ta phải để ở đâu? Chúng ta sẽ để ở nơi mà bao trùm toàn bộ cái row này. Đó, chúng ta đồng thời cũng có cái form end. Được chưa? Đấy, khi đấy chúng ta sẽ có begin end. Và trong phần form login này của chúng ta, chúng ta sẽ có fill như thế này, copy, và chúng ta sẽ thay lần lượt nó vào đây. Đó, cái này của chúng ta sẽ thay bằng cột của bảng order, username. Đó, rồi sau đấy chúng ta sẽ có các cột tương ứng, username, email. Tất nhiên forecast này sẽ không bằng true, bởi vì không thể forecast được hai cái một lúc. Mobile, tiếp nữa là đến địa chỉ. Đồng thời chúng ta cũng copy cái giá trị này xuống cái phần form này, và chúng ta sẽ cho vào đây là usership. Email ship. Đấy, được chưa? Khi đấy cái form này của chúng ta nó sẽ hiển thị lên trên giao diện này thành comment.
chúng ta có active form not found. Rồi chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này. Khi đấy chúng ta sẽ có form. Đẹp chưa? Đấy. Username ship và người nhận cùng địa chỉ. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái nút button ở đây. Cái button này nó sẽ cho phép chúng ta là gửi thông tin thanh toán. Đấy. Chúng ta sẽ là check out. Đấy. Tất nhiên các bạn sẽ phải chỉnh cho đẹp. Và khi đấy tôi kích vào check out cái thì nó sẽ đưa ra thông tin ở đây là chúng ta chưa nhập dữ liệu, chúng ta phải validate. Đó, check out. Khi chúng ta check out xong thì chúng ta sẽ gửi thông tin này lên trên server. Thế thì để gửi thông tin lên server như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái video tiếp theo nhé.